Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng có tuổi đời từ 18 đến 30 là Lê Văn Kiên, chú tại xã Chỉ Đạo, Đỗ Quang Thụy, Đỗ Văn Quý và Đỗ Bá Nghiên, chú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, gây ra vụ án làm một người tử vong. Theo đó, vào khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 11, anh Trần Huy Hùng, sinh năm 1989, chú tại xã Phùng Hưng, huyện Quai Châu, điều khiển xe mô tô đến thôn Nhạc Miếu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm để đón bạn về phòng trọ thì bị một nhóm thanh niên chặn đường và dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh Hùng tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu vật chứng liên quan. Đồng thời tổ chức điều tra xác định và bắt giữ 4 đối tượng gây án là Kiên, Thụy, Quý và Nghiên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do trước đó Kiên và Thụy có xảy ra mâu thuẫn với anh Hùng nên đã rủ thêm Quý và Nghiên cầm dao đi tìm anh Hùng để giải quyết mâu thuẫn. Được biết, trong số các đối tượng gây án, có 3 đối tượng đã có tiền án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ đối với 4 đối tượng về hành vi giết người và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.